Ôi. Hơi giật mình đúng không cô? Ừ. Là căng lắm. Cái nếp nhăn nó biến mất đi đâu rồi? Dạ vâng. Cái sự đổ mồ của cô là cô thấy ổn chưa ạ? Ừ. Vâng, các bạn ơi, tại sao cô Loan ngạc nhiên đến như vậy thì các bạn có thể xem lại cái hình ảnh trước đây của cô Loan. À, hôm nay thì bác sĩ đã sử dụng những loại chỉ rất là tốt để có thể nâng cơ kéo cơ của cô lên. Ngoài ra thì còn đang chỉ cả vùng mắt nữa đúng không hả bác sĩ? Đúng rồi. Để có thể biến đổi hoàn toàn từ một cô bác 56 tuổi để biến đổi trở về những cái tuổi 45-50. À, cô ơi, hiện tại bây giờ cô có thấy khó chịu hay là có vấn đề gì không? Không, cô thấy nó chỉ hơi căng ấy. Có độ căng đây này, đấy cháu dạ, nhìn vâng. Thấy chưa? Đấy, căng. Tại ra mình sau khi làm xong thì có sẽ có độ căng lên, nâng lên mà cô. Độ rất căng. Dạ vâng. Thế mà trong quá trình làm thì cô thấy thế nào? Cô thấy nó không có thấy đau đớn gì cả. Dạ vâng. Nó chỉ hơi tức một tí thôi, dạ. Chứ nó không sợ như lúc ban đầu cô đến, cô sợ. Tâm sợ đau đúng không, đó. Cô? Dạ vâng. Bây giờ ai thấy cứ sợ đau, cả sợ xấu ấy. Chưa, lúc mình làm thì mình cũng là hồi hộp, kiểu lo sợ. Đúng rồi ạ. Thế thôi, có cái cảm giác rất là sợ. Vâng. Đấy, nhưng mà đến bây giờ thì thực sự là cô rất hài lòng. Dạ vâng. Bác sĩ cho em hỏi một chút là đối với như tình trạng của cô Loan ấy, thì đến khi nào mình có phải làm lại cái chương trình cái chỉ này không ạ? À, riêng đối với cái tình trạng của cô Loan mà khi mà cái kết quả ngày hôm nay nó cải thiện rồi, thì con sẽ hẹn cô là sau khoảng thời gian 1 tháng nữa để mình qua mình kiểm tra, mình xem là những cái sợi chỉ nó đã bám vào trong da và nó đã tăng sinh collagen cho mình nhiều chưa. Nếu mà cái da của mình tốt thì thực chất là nếu mà cô chăm sóc chế độ ở nhà tốt thì nó giữ được rất là lâu. Có một số cái cơ địa của khách hàng nhà cháu làm thì thậm chí là 3 đến 5 năm nó vẫn phải chưa phải làm lại. Nếu mà mình thực hiện mình chăm sóc và mình bôi kem dưỡng, kem chống nắng rất là tốt. Thế thì quả thật là tuyệt vời, bởi vì cô nghĩ là chỉ được 1 năm thôi. Nhưng mà nếu mà được như thế thì cô nghĩ là nó cũng... Đối với cái quá trình căng chỉ thì nó sẽ tốt hơn đối với những cái liệu trình làm bằng máy nhiều hơn một chút xíu. Tại vì làm bằng máy là mình tăng sinh tự nhiên. Còn cái này là mình đưa cái sợi chỉ nâng cơ, mình lip, mình để gọi là gần như là vị trí là mình cố định, mình ghim những cái cơ chảy rễ xuống, đồng thời là nó có những cái chỉ trẻ hóa để mình tăng sinh collagen, mình giúp nuôi dưỡng thêm nữa. Các bạn ơi, cô Loan thì trước đây là bị nói là mặt vuông cô nhờ. Nhưng bây giờ các bạn có thể thấy là gần như là độ vi lai của cô rất là đẹp rồi, rãnh thì gần như không còn nữa, mắt thì cũng là cải thiện, căng lên rất là nhiều. Các bạn có thể nhìn thấy bây giờ là một gương mặt rất là trái xoan, xinh xắn. Cô ơi, bây giờ về nhà thì có sợ chồng giật mình không cô? Cô phải công nhận là bác sĩ ở đây rất là giỏi. Làm hơi bị giỏi đấy. Dạ vâng. Cô thấy coi như là khác hẳn hoàn toàn luôn. Dạ. Đây này, cái mắt biếc của cô là tự nhiên cô thấy nó cũng sẽ đẹp hơn. Dạ. Đấy, nó căng lên rất nhiều so với các cái vùng mắt đấy. Vâng. Nó đỡ bị trùng chảy xệ. Nó đỡ bị trùng chảy xệ, nên là rất là đẹp. Vâng ạ. Cô cảm ơn bác sĩ ở đây và cảm ơn tất cả các nhân viên ở đây phục vụ rất là tốt. Dạ vâng, nhiệt tình chu đáo. Con cảm ơn cô Loan đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của thẩm mỹ quốc tế Bali và hy vọng rằng cô sẽ giữ được cái nét trẻ trung và đẹp như này mãi nhé cô nhé. Hy vọng cô sẽ giới thiệu nhiều khách hàng nữa cho bên con để có thể ai cũng có thể trẻ đẹp như cô. Các bạn ơi, hãy đến với thẩm mỹ quốc tế Bali để được trải nghiệm tất cả các dịch vụ của thẩm mỹ quốc tế Bali, và đặc biệt là bất cứ bạn nào có tình trạng nhăn hoặc là trùng nhão trẻ xệ như cô Loan thì hãy vứt bỏ hết tất cả lại và đến với thẩm mỹ quốc tế Bali trả lại cho chúng tôi những cái nhăn, những cái xấu của các bạn để chúng tôi có thể trả lại cho các bạn một khuôn mặt đẹp như thế này. Các bạn đừng quên số hotline của thẩm mỹ quốc tế Bali 0386463463. Thẩm mỹ quốc tế Bali xin chào và hẹn gặp lại.